Oppenheimer từ góc nhìn lịch sử. Tác giả Thiên Bảo. Oppenheimer là bộ phim hay nhất, quan trọng nhất của thế kỷ này. Paul Schrader, nhà biên kịch lừng danh Hollywood, đã đưa ra tuyên bố này ngay sau khi xem bộ phim bom tấn đang tạo ra cơn sốt tại các rạp chiếu toàn cầu. Oppenheimer là bộ phim của đạo diễn nổi tiếng Christopher Nolan. Tiêu đề phim được đặt theo tên của nhà khoa học Julius Robert Oppenheimer. Nếu bạn chưa biết về Oppenheimer, thì ông là một nhà vật lý lý thuyết người Mỹ gốc Do Thái, cha đẻ của bom nguyên tử và là người lãnh đạo trong dự án Manhattan, dự án phát triển vũ khí hạt nhân đầu tiên chống lại Đức Quốc xã. Dự án Manhattan cũng là một bước ngoặt lớn không ngờ tới đối với Oppenheimer, bởi như đã nói, Oppenheimer chỉ là một nhà vật lý lý thuyết. Nếu như bạn xem phim thì sẽ thấy Oppenheimer luôn tự nhận mình là dân lý thuyết, tức là không hề có kinh nghiệm về thuốc nổ, cơ khí cũng như bất kỳ công đoạn nào để chế tạo thành công một cái gì tương tự như quả bom, chứ đừng nói là bom nguyên tử. Vào lúc Oppenheimer 20 tuổi, thầy của ông là Percy Brickman cũng từng đề cập trong một bức thư giới thiệu, trong đó nói rõ rằng Oppenheimer khá vụng về trong phòng thí nghiệm. Điều đó gây ấn tượng rằng điểm mạnh của ông không phải thực nghiệm mà là lý thuyết. Tuy xuất thân là một nhà vật lý lý thuyết, lại còn mang lý lịch dính líu đến đảng Cộng sản Mỹ, nhưng do bối cảnh đương thời nước Mỹ đang gấp rút chạy đua với Đức Quốc xã trong việc nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử và họ cần chiếm thế thượng phong để có thể chấm dứt Thế chiến thứ hai. Do đó, Thiếu tướng Leslie Groves đã bổ nhiệm Oppenheimer làm người điều hành dự án Manhattan. Thực tế đã chứng minh đây là một lựa chọn mang tính bước ngoặt tạo ra đột phá cho nước Mỹ. Vì ngoài tài năng về vật lý lý thuyết, Oppenheimer còn thể hiện tài năng trong quản lý vận hành dự án, dẫn dắt đội ngũ thiên tài của nước Mỹ khai mở ra một chuỗi những thành công trong lĩnh vực vật lý hạt nhân. Siêu dự án Manhattan tiêu tốn của nước Mỹ một cái giá khổng lồ, gần 2 tỷ USD vào thời điểm ấy, với lượng nhân lực hơn 130.000 người. Có lẽ cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có dự án máy gia tốc hạt lớn LHC đặt tại châu Âu mới có thể sánh bằng. Vào thời điểm đó, chỉ duy nhất Hoa Kỳ mới có đủ nguồn lực để đầu tư cho một dự án khổng lồ đến như vậy. Và ai cũng biết nó đã mang lại cho nước Mỹ một ưu thế to lớn về quân sự cho đến tận ngày hôm nay. Cho dù đã lập công lớn cho nước Mỹ, nhưng rắc rối của Oppenheimer đến từ mối liên hệ của ông và các thành viên đảng Cộng sản Mỹ. Khi ấy, vây quanh ông là thân thích, bè bạn có mối liên hệ Cộng sản. Do đó, chính phủ lo sợ người đàn ông quan trọng nhất nước Mỹ sẽ ngã vào vòng tay Liên Xô. Nếu quý độc giả không nắm được những mối liên hệ lịch sử đằng sau bộ phim, thì sẽ khó mà có thể hiểu được nội dung chân thực của phim và cuộc đời của Oppenheimer. Thời lượng phim Oppenheimer kéo dài hơn 3 tiếng, được chia ra làm hai phần đang xen vào nhau như một chuỗi ADN. Đây hoàn toàn là dụng ý của đạo diễn Nolan. Phần đầu mang tên Phân hạch, Fission, là những đoạn phim có màu và được thiết kế dưới góc nhìn chủ quan của Oppenheimer về thời trai trẻ, cho đến buổi điều trần về mối quan hệ của ông với đảng Cộng sản Mỹ. Phần còn lại mang tên Nhiệt hạch, Fusion, được dàn dựng trắng đen qua góc nhìn của Lewis Strauss, giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Nguyên tử Hoa Kỳ, AEC. Ông này ôm giữ hiềm khích và âm thầm tìm cách hạ bệ Oppenheimer. Bây giờ, chúng ta hãy đi qua một số tình huống đáng ghi nhớ để hiểu hơn về nội dung phim theo góc nhìn của Tinh Hoa TV. Oppenheimer trích dẫn kinh sách cổ Ấn Độ Chí Tôn Ca, Bhagavad Gita. Bất cứ ai xem qua phim của Christopher Nolan cũng đều sẽ ấn tượng mạnh với câu nói của Oppenheimer: "Bây giờ tôi đã là thần chết, kẻ hủy diệt hoàng vũ." Thực ra, đây là phát ngôn của chính ông trong bài phát biểu trước công chúng sau vụ nổ hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Ông đã nói, "Chúng tôi biết thế giới sẽ không như cũ." Một số người cười. Một số người khóc. Hầu hết người im lặng. Tôi nhớ một câu trong bản kinh Bhagavad Gita của đạo Hindu. Thần Vishnu đã
cố gắng thuyết phục hoàng tử Arjuna thực hiện nghĩa vụ của mình để tác động lên hoàng tử. Ngài hiện thân trong hình dạng nhiều cánh tay và nói: bây giờ ta trở thành thần chết, kẻ hủy diệt thế giới. Tôi cho rằng mọi người đều nghĩ như vậy, bằng cách này hay cách khác. Có phải Oppenheimer nói những lời này chỉ đơn giản là vì mối liên tưởng giữa cảm xúc của ông lúc ấy và nội dung trong kinh sách của Ấn Độ? Một điều khá thú vị là Ấn Độ thời cổ đại cũng từng xảy ra một vụ nổ lớn. Bài viết đăng trên website tinhhoa.net có đề cập đến điều này. Nó liên quan đến nội dung cuốn sử thi rất nổi tiếng của Ấn Độ cổ là Mahabharata. Trong đó miêu tả vô cùng chính xác tai nạn thảm khốc 5.000 năm trước. Bầu trời vang lên tiếng nổ ầm ầm, tiếp theo là một tia chớp. Bầu trời phía nam cuộn lên một cột lửa bốc lên tận trời cao. Ánh lửa chói hơn cả mặt trời, cắt bầu trời làm hai nửa. Nhà cửa, đường phố và tất cả mọi sinh vật đều bị thiêu hủy bởi lửa trời đến đột ngột và nhanh chóng. Ngọn lửa đáng sợ làm cho động vật ngã nhào, nước sông sôi lên, các loài cá đều chết bỏng hàng loạt, người chết đều khô như cành cây, lông tóc và móng chân, móng tay rơi rụng ra hết, thực phẩm đều bị nhiễm độc. Điều thú vị là chính Oppenheimer cũng xác nhận, theo sự miêu tả của cuốn sử thi cổ Ấn Độ, rõ ràng đó là cảnh tượng loài người tiền sử bị bom nguyên tử. Nếu như lời của Oppenheimer là đúng, thì ông không phải là người đầu tiên chế tạo ra bom nguyên tử, và có thể trong nền văn minh của Ấn Độ cổ xưa, con người đã từng chứng kiến bom nguyên tử. Tại sao Mỹ lại ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản? Trong phim, Oppenheimer nói rằng ông cảm thấy tiếc vì đã không chế tạo quả bom sớm hơn để chống lại Đức Quốc xã. Đó mới là mục tiêu đích thực của dự án. Oppenheimer đã luôn cảm thấy day dứt vì nước Mỹ dùng đến hai quả bom ném xuống hai thành phố, khiến phần đông dân thường phải chịu kết quả quá thảm khốc. Theo ước tính, 140.000 người dân Hiroshima đã chết bởi vụ nổ đầu tiên. 74.000 người dân Nagasaki cũng chịu chung số phận sau đó. Ngày nay, nhiều người vẫn đang nghiên cứu sự cần thiết của việc ném hai quả bom nguyên tử này. Điều Oppenheimer chất vấn chính phủ là có cần thiết ném quả thứ hai xuống Nhật Bản. Trong phim, Thiếu tướng Gross có nói một câu, đại ý là sự kiện Trân Châu Cảng đã tạo cho nước Mỹ một chính danh để ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Nhật Bản. Người dân Mỹ sẽ ủng hộ họ. Nhưng theo tôi nghĩ, nếu người nào thực sự hiểu văn hóa Mỹ, sẽ không khó để tin rằng họ sẽ ném quả bom này. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì lúc này Thế chiến thứ hai đã đi vào tàn cuộc, Đức chuẩn bị đầu hàng. Các cường quốc chuẩn bị cho hội nghị Potsdam để giải giáp quân đội Đức Quốc xã. Còn mối thù Trân Châu Cảng, thực ra nước Mỹ cũng đã báo thù bằng sự kiện đánh chìm tàu Yamato. Trong sự kiện Trân Châu Cảng năm 1941, nước Mỹ thiệt hại 3 tàu tuần dương, 3 tàu khu trục, 1 tàu thả mìn, 188 máy bay cùng với 2.402 người tử trận. Còn trong chiến dịch đánh chìm tàu Yamato năm 1945, thiết giáp hạm khổng lồ Yamato, 1 tàu tuần dương và 3 chiếc tàu khu trục khác đã bị đánh chìm. Hơn 400 máy bay bị mất, 4.200 thủy thủ trong hạm đội thiệt mạng, thiệt hại gần như gấp đôi so với Trân Châu Cảng. Đây lại là những chiếc chiến hạm cuối cùng còn sót lại có thể ra khơi của Hải quân Nhật Bản. Do đó, sự kết thúc của nó đã đặt dấu chấm hết cho Hải quân Nhật, cũng như báo hiệu ngày tàn của đế quốc Nhật trong Thế chiến. Do đó, việc ném hai quả bom nguyên tử không đơn giản là để ép nước Nhật đầu hàng, giảm bớt thương vong cho quân đội Mỹ. Theo như cách nói trong phim, những đứa con Mỹ sẽ trở về nhanh hơn. Tôi nghĩ nếu như ai đó chỉ đơn giản là muốn Nhật Bản đầu hàng, họ chỉ cần mời các lãnh đạo quân sự của Nhật ký kết hiệp định, sau đó trình diễn một vụ nổ hạt nhân trước mặt họ và đề nghị: các ông có thấy đã đến lúc đầu hàng hay chưa? Nếu chưa thì chúng tôi sẽ ném vài quả bom thế này vào lãnh thổ của các ông. Nếu lúc ấy nước Nhật vẫn chưa chịu đầu hàng thì hãy ném bom cũng chưa muộn. Vì dù sao, nước Nhật lúc này cũng đã như cá nằm trên thớt. Quay lại với văn hóa Mỹ, thực ra nếu bạn tìm hiểu thì sẽ biết rằng người ra quyết định ném bom nguyên tử chính là Tổng thống Truman, cũng giống như tướng George Patton
Truman có quá khứ là một sĩ quan quân đội từng tham gia Thế chiến thứ nhất. Ông có tính kỷ luật thép và rất am hiểu chiến tranh. Theo cá nhân tôi, có lẽ nếu lúc đó Tổng thống Mỹ không phải là Truman mà là người khác, có thể hai quả bom kia đã không được ném xuống nước Nhật. Bởi vì tính cách của một lãnh đạo nhà binh luôn cứng rắn hơn một chính trị gia đơn thuần. Cũng cần nói thêm, trong phim có cảnh Truman mắng chửi Oppenheimer là đồ mít ướt, khi Oppenheimer nói rằng bản thân thấy hối hận vì quả bom. Nhiều khán giả xem phim nhận xét phần cảnh này thể hiện sự đạo đức giả của các chính trị gia. Thực ra, đạo diễn đã làm nhẹ bớt câu từ. Ngoài đời, Truman chửi mắng Oppenheimer thậm tệ hơn thế nhiều. Bởi vì cũng giống như Patton, Truman có tính cách thô lỗ theo kiểu nhà binh và không biết khách sáo theo kiểu chính khách trên chiến trường. Thực ra lúc ấy, Truman đã mắng Oppenheimer là quần chó đẻ. Nhưng lý do thực sự mà nước Mỹ phải ném bom nguyên tử và thời điểm đó chính là phong cách trả đũa bất đối xứng của chính phủ Mỹ. Tức là nước Mỹ luôn biết cách răn đe kẻ thù của mình bằng cách nếu ai cho nước Mỹ một bạt tai, người đó sẽ nhận lại một viên đạn. Cũng đồng nghĩa với việc nếu nước nào dám đánh phủ đầu quân đội Mỹ, họ sẽ phải nhận lấy bom hạt nhân. Tôi đã từng xem video tư liệu của một trung đoàn lính Mỹ ở Afghanistan. Video này được đăng công khai trên YouTube. Trong video này, một dân quân Afghanistan ẩn nấp trong khe núi đã bắn tỉa đoàn lính Mỹ. Sau một lúc xem xét, họ tìm ra hướng bắn và xác định viên đạn là một viên đạn AK. Kết quả là, chỉ huy Mỹ đã điều động một nhóm vài máy bay phản lực dội bom không thương tiếc vị trí bắn ra viên đạn đó. Có thể thấy, việc này giống như là lấy dao mổ trâu mà mổ gà, nhưng nó thực sự gây ớn lạnh cho những ai có ý định tấn công lính Mỹ. Đây cũng chính là văn hóa trả đũa bất đối xứng của người Mỹ. Oppenheimer trong khổ nạn vẫn toát lên phong thái của nhà khoa học. Hai nhân vật chính của bộ phim là Lewis Strauss và Oppenheimer. Khi bộ phim mở màn, chúng ta thấy họ thể hiện ra là những quý ông lịch lãm. Không khó để nhận ra sự khác biệt giữa họ với những người đàn ông hôm nay. Cho dù trong các phiên điều trần đầy căng thẳng hay là lúc đối mặt với những đồng nghiệp phản bội, chúng ta vẫn thấy được ở họ biểu hiện của sự bạc thiệp và lịch lãm. Oppenheimer vẫn bắt tay người đã tố giác mình. Lý do là vì họ là tiêu biểu cho những nhà khoa học của nửa đầu thế kỷ trước. Nếu tìm hiểu về lịch sử, bạn sẽ thấy trong suốt lịch sử 3 thế kỷ của nền khoa học cận đại, khoa học luôn đi cùng với giới quý tộc phương Tây. Tại sao lại nói như vậy? Nếu xem các bộ phim về những nhà khoa học thế kỷ trước, hay thời đại của Marie Curie, Michael Faraday hay Louis Pasteur, bạn sẽ thấy một điều. Họ sẽ luôn ăn vận theo lối quý tộc, bởi vì những nhà khoa học thường có xuất thân từ giới quý tộc. Họ phát triển được là nhờ tài trợ từ giới quý tộc hoặc nhà thờ. Nền khoa học trong các thời kỳ này, chúng sẽ bao gồm những thứ sau. Phòng thí nghiệm với các thiết bị ứng dụng, thư viện với các tài liệu khoa học, các viện học thuật cùng với những giáo sư, chi phí nghiên cứu và tiền lương. Những thứ này sẽ được gói gọn trong các tòa lâu đài, thường được sở hữu bởi giới quý tộc, hoàng gia hoặc nhà thờ. Do đó, những nhà khoa học từ những năm 50 của thế kỷ trước thường chịu ảnh hưởng của lối ứng xử quý tộc. Tuy nhiên, vợ của Oppenheimer lại có lối hành xử khá khác biệt. Bà không chịu nổi khi chứng kiến chồng mình luôn tỏ ra từ tốn và lịch lãm trước những màn đấu tố dai dẳng. Đơn giản là bà không chịu được sự ủy khuất trước bất công to lớn. Và nhất là khi biết rõ ràng đám người kia có dụng ý xấu khi tổ chức phiên điều trần nhằm hạ nhục chồng mình. Sau các buổi điều trần, trong một lần quá khích, bà đã ném một chiếc gạt tàn về phía chồng nhằm thể hiện sự bất mãn vì ông không trả đũa những áp đặt vô lý từ phiên chất vấn. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Oppenheimer vẫn giữ được một sự trầm tĩnh tuyệt đối, nét mặt không có biểu hiện nào cho thấy sự kích động. Về điều này, Cillian Murphy đã thực sự diễn đạt thành công một nhà khoa học thuần túy. Diễn xuất của anh khiến cho Oppenheimer trong phim có được phẩm chất thực sự của một nhà khoa học những năm 50 của thế kỷ trước. Có một sự thật là Catherine Kitty, vợ của Oppenheimer, cũng là một thành viên của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Tuy cũng xuất thân là nhà khoa học, nhưng có lẽ khuynh hướng chính trị của bà đã làm nên tính cách của bà.
Nếu các bạn tìm hiểu về công xã Paris, đây cũng là sự kiện tạo cơ hội cho chủ nghĩa nữ quyền làm mưa làm gió. Một người Trung Quốc tên là Trương Đức Di đã miêu tả lại tình cảnh lúc đó như sau. Hung hăng, phản loạn không chỉ có nam giới thô lỗ, mà ngay cả phụ nữ cũng góp phần vào vụ tàn phá này. Đi đến đâu, tàn hoàng đến đó. Ở thì ở nhà lầu đình cát, ăn thì ăn cao lương mỹ vị, khoái lạc trước mắt, không biết cái chết gần kề. Khi ở vào thế thất bại thì cướp bóc, đốt cháy lầu cát sạch trơn. Cả nửa thành phố đẹp hiếm có ấy đã trở thành tro tàn. Lúc đó, hàng trăm phụ nữ nổi loạn đã bị bắt. Họ nhanh chóng nhận tội rằng đa số phụ nữ là những kẻ đầu trò phóng hỏa. Dù sao thì phụ nữ vẫn dễ bị kích động hơn đàn ông. Nhất là một khi trong đầu đã bị nhồi nhét học thuyết đấu tranh, thì lại càng dễ bị kích động trong các cuộc đấu đá quyền lợi. Tính cách mạnh mẽ, thích lấn át khiến cho bà không thể nào hiểu nổi hành vi lịch lãm, mực thước của các quý ông, cho dù là đang ngay lúc bị làm nhục trước đám đông hội nghị. Màn đấu tố giống với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ nghĩa Cộng sản thâm nhập nước Mỹ và bắt đầu sự thành lập của Đảng Cộng sản Mỹ vào năm 1919. Trong phim, chúng ta thấy rằng Oppenheimer bị vây quanh bởi những người thuộc Đảng Cộng sản, bao gồm bè bạn, em trai, người tình cũ và cả vợ của ông. Điều này mang đến một phiền phức to lớn cho ông. Nếu xem phim ở Việt Nam, bạn sẽ thấy rằng người ta dịch Đảng Cộng sản thành Đảng cánh tả. Thực ra điều này cũng tình cờ đúng. Điều này có nói rõ trong loạt bài Nền tảng kiến lập Hoa Kỳ đăng trên website tinhhoa.net. Bạn sẽ hiểu rõ điều này hơn. Lý do là vì truyền thống ở Hoa Kỳ phần lớn đến từ châu Âu. Khi nghị viện châu Âu họp, những người cộng sản và chủ nghĩa xã hội thích ngồi bên trái, còn những người theo chủ nghĩa bảo thủ ngồi bên phải. Vì vậy, đây là cách mà khái niệm cánh tả và cánh hữu ra đời. Năm 1930, Hoa Kỳ rơi vào cuộc đại khủng hoảng, tình cảnh vô cùng bi đát. Thời gian này, chủ nghĩa cộng sản như một làn gió mới lạ tại Mỹ. Rất nhiều người thuộc giới trí thức cũng bị cuốn vào nó. Tại sao như vậy? Khi có người ta cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống hiện thực, người ta truy cầu một liều thuốc giải duy nhất có thể giải quyết rốt ráo mọi vấn đề. Điều đó có thể là tôn giáo, trị liệu hoặc một học thuyết. Và rất nhiều người thuộc giới trí thức, họ thích những giải pháp mang tính ưu việt. Về điều này thì học thuyết của Marx lại có sức mê hoặc rất lớn. Điều này đã khiến cho Oppenheimer sau khi lập được công trạng to lớn cho nước Mỹ thì được nếm ngay đặc sản của chủ nghĩa cộng sản, văn hóa đấu tố. Chúng ta biết rằng công xã Paris, Liên Xô, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trường kỳ thực thi loại văn hóa đấu tố này đến mức nhuần nhuyễn. Tuy nhiên ở Mỹ, loại hình văn hóa này vẫn chưa có cơ hội để áp dụng. Lý do là vì sao? Vì giới tinh anh Mỹ vốn là thành phần nhạy bén nhất trên thế giới, họ có thể thực thi và phát triển những siêu dự án như là bom nguyên tử, tàu vũ trụ, hệ thống Internet. Do đó, họ luôn có cái nhìn vấn đề rất sâu sắc. Khi chủ nghĩa cộng sản thâm nhập nước Mỹ, giới lãnh đạo chủ lưu đã luôn có cái nhìn đề phòng. Và sau những hậu quả thảm khốc của các cuộc cải cách ruộng đất ở Liên Xô và Trung Quốc, họ luôn đề cao cảnh giác về một làn sóng bùng nổ trong nước Mỹ. Trong các phiên điều trần, toàn bộ quá khứ của Oppenheimer, kể cả cuộc tình vụng trộm của ông với bạn gái cũ, cũng là một đảng viên Đảng Cộng sản, đã bị vạch ra một cách trần trụi trước sự chứng kiến của các nhà khoa học, bao gồm cả vợ của ông. Quả thực mà nói, đối với một nhà khoa học thiên tài như ông, tình huống này chính là nếm trải cay đắng mà không phải người Mỹ nào cũng có cơ hội trải qua. Mục đích của cuộc đấu tố không khác gì ngoài việc hủy hoại danh dự của một con người. Điều này hoàn toàn giống với chủ trương của Mao Trạch Đông, hủy hoại danh dự của giới trí thức, đào tận gốc để phá hủy tôn nghiêm làm người của giới quý tộc và trí thức. Nhưng dù sao, như tôi đã nói, đây vẫn là nước Mỹ. Giới khoa học Mỹ vẫn có cái nhìn rất tin tưởng, họ vẫn công khai đứng về phía của Oppenheimer. Oppenheimer ra mắt đúng vào thời điểm thế giới đứng trước nguy cơ của một cuộc thế chiến thứ ba cùng với những quả bom hạt nhân chực chờ phát nổ. Và mây mù của một cuộc đại suy thoái kinh tế toàn cầu cũng đã kéo đến. Thông điệp từ Oppenheimer quả thực xứng đáng là bộ phim quan trọng nhất của thế kỷ này. Mức độ quan trọng của nó như thế nào?
Mời quý khán giả đón xem phần 2.